giống như chết vậy ông nội. Thì giống như chết rồi vậy. Ngồi hiểu giống như chết thì kìa. Chết rồi. Cái xanh bụng bụng. Trời trắng và cứng mà chết. Ôi trời. Đổ ra. Quá trời kìa. Ôi còn sống ơi. Sống nè cái đầu nè. Chết đâu chết. Đó, nó thử kìa. Còn hả? Ừ, ừ, sống. Trời trời, tưởng chết kìa nè. Hết bị con gắn rồi kìa. Chút xíu thả. Dụ dỗ cho nó bò ra, cho nó thon thả nên cái gắn này hết, hết tát, hết bọn nhỏ. Ngồi. Rồi cả nhà ơi, hôm nay Thành Công cũng chào cả nhà nghe. Chào tất cả các bạn đồng nghiệp nha. Thì hành trình của Thành Công tiếp tục với nghề bẫy rắn cả nhà ơi. Hôm nay Thành Công đi thăm rồi đi rút luôn cả nhà. Những cái bẫy nào mà khu vực xa quá, phạm vi ngoài 10 cây số, 5 cây số, nhà Thành Công rút hết cả nhà. Rút hết đừng về gần nhà đặt cả nhà ơi. Giờ dịch bệnh căng quá. Thành Công cũng biết sao. Đồ nghề của Thành Công vẫn diện cả nhà. Thú lứ. Chuột. Dưới bẫy phụ thì bữa nay Thành Công không đem tại vì bẫy phụ còn cả nhà. Còn đây nhưng mà Thành Công không có lấy theo cả nhà, tại vì đi rút bẫy mà, rút 33 cái bên kia. Thì về bên đây thăm 20 cái nữa là 53 cái nha cả nhà. Thì giờ đặt gì tùm lum, bữa nay Thành Công phải mất thời gian quay video cả nhà. Nên nhầm khi không hoàn thiện cả nhà thông cảm cho Thành Công nha. Thì Thành Công luôn chúc cả nhà làm ăn luôn thuận lợi và cùng có sức mạnh đẩy lùi dịch Covid nha cả nhà. Thì cũng đi thăm với anh Bảy nha. Chào cả nhà các anh Bảy. Cùng đi thăm đi rút bẫy với Thành Công coi xem sao nha cả nhà. Thành Công đi cả nhà. Rồi cái nhà ơi, Thành Công cũng 32 cái bẫy đó xong cái nhà. 32 cái bẫy mà còn có 30 cái, 28 cái, mắc hết 4 cái rồi nha. Sao phá cỏ lấy mấy cái. Mà cũng không dính gì nhiều cái nhà ơi, dính có 4 gắn. Đây được con mini. Hình như 4 mini không đi. Nè, đây con này cũng giống như nhì. Mini. Này gì đây? Trời, con ngựa con mini cái nhà, con ngựa này phóng sinh cái nhà. Nó đông mày nè. Và cái con đó con mini nữa cả nhà, kinh bảy bắt ra luôn cả nhà, dĩa thấy ghê cả nhà, có 4 mini nữa cả nhà, Thành Công bắt 4 gắn này ra rồi quay cho cả nhà mình xem tiếp ha, bắt thêm đấy, ủa, chán gì đâu cả nhà, ba mấy cái có 4 gắn mà xài được có 3 con. Bắt mấy con hành trước đi, phóng sinh con ngựa mini bỏ cho nó lớn rồi móc bắt. Okay. Dịch bệnh không có ai có tâm trạng làm gì trên cả nhà ơi. Lú cái đầu con này nè. Thục vô hơn, bắt cho nhanh. Một em. Cuốn gì gần gần nhà cả nhà, xa quá để đặt tốn chi phí mà dính yếu quá. Ăn lúa chột gì dính gắn tí 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 lúa tới lên mộng lên meo lên móc chết. Hai em mini đây anh em đây nè, con này trọng làm cái này nha, con này căng gì ăn cái bụng còn chưa bá nên
Thành Công bắt rồi là tới khu huyền thoại này nghe cả nhà. Đây. Khu rừng quang. Không được nhì luôn nha, bự quá, 300g. Thành Công ốp máy cả nhà, không câu thời gian cả nhà nữa. Có ba con với con mini hổ ngựa Thành Công phóng sinh nữa cả nhà. Đây Thành Công con cái nghe nha. Cái này dính gắn khủng ký 2 nè cả nhà. Rồi đợt rồi dính gắn nhì, đợt này chắc nghe không có rồi cả nhà. Dính cái này nó phát lực. Cái này nghe cục gừng. Cất cất chuyện. Cất cất chuột. Cái này không dính cả nha, còn chuột cả nha. Thành Công ốp máy nha. Trời. Thành Công con cái nha. Trời phát thanh nó giao ba cái cu quýt quá trời cả nha. Hết chịu nổi. Bảy mấy cái này ngon lắm, sao không dính nha. Không dính luôn cả nha. Hết biết cười. Thành Công ốp máy nha. Lên bờ hai cái không dính nữa đi. Khu lợp này Thành Công không có rút nữa nha. Thăm quá lợi. Thăm vậy nữa. Trứng gạo đồ ăn cả nhà. Rồi đây Thành Công có một cái thứ ba của cái đầu biển này luôn cả nhà. Hai cái không dính, cái này làm gì trong mông cả nhà. Hả? Rồi nhức nhức cả nhà. Nhức nữa. Trời, nặng quá trời, nặng trời. Chứ con nhỏ, con hai con nữa. Trời ơi, hai cái đầu luôn, trời ơi, trời ơi, một con làm giàu luôn rồi. Hai con nữa rồi cả nhà ơi. Cái này đầu gắn vô cặp rồi cả nhà ơi. Thiệt tình dịch bệnh nè. Cả nhà nó dễ nè. Đóng lên một cái nữa. Trời, hai con nữa rồi cả nhà ơi. Vô, vô nữa cả nhà ơi. Trời trời, cặp gắn nó đã trời. Nè cả nhà. Ký mấy cả nhà. Hai con này con nhất con gì nữa hay gì. Ba xương cả nhà ơi. Nãy giờ có ba con nãy rút bảy, rút 30 cái bảy mà con. Ba con gắn chút xíu, với con phóng sinh là 4 con. Hên. Có lý quá cái hòm cho cái nhà. Sao rồi em? Hai em dậy quá vậy. Phành bự quá không biết sao. Chắc được nhất xịn. Xuống lỗ nẻ nè. Ngắt luôn cả nhà. Hai cái bích lợp luôn cả nhà. Dạ. Ngã gì nữa. Ui ui. Ơ dính cái gì vậy? Đâu dính gì đâu. Trời, hai con rồi nè. Hai con này không được nhất cả nhà. Hai con này chừng ký mốt. Hai con lỡ không. Mà nó đổi lại một con cánh gì đâu không xuống rồi. Không được nhất nha cả nhà. Không có sao quay gì. Hai con này chừng ký mốt rồi. Không lọt vào ba game của nó nữa nha. Tiếc quá. Kệ. Hai con này cũng ngon. Quá im cả nhà. Hai kia gắn được chứ không giỡn nha cả nhà. Hai gắn ngon hết biết ngon cả nhà. Thành Công cả nhà, Thành Công ốp máy cả nhà. Đây Thành Công con cái nha cả nhà. Dính cặp gắn ngon hết đi cả nhà, vớt con nhút này xong được. Này, kiếm thằng chục ký gạo cũng được. Dính là nghe. Hả? Dính là thành bộ vớt mà biết được nhút hơn nè. Vì là cái chuyện có lý. Thấy không? Ô, nhút rồi. Đâu? Nhút rồi. Ồ, khủng khủng luôn cả nhà. Đi dâu. Anh chạy đâu em ơi. Quá sướng cả nhà ơi. Cả nhà nhìn lộp. Và tầm đấy quấn lá chuối tự đưa cho. Rồi cả nhà. Bữa nay là giàu luôn. Giàu to. Rồi. Bù lại gắn chết đụng qua. Cả nhà coi nó lết láng luôn cả nhà. Gắn vô lâu lắm. Vô trước nó mưa lớn. Phải ngập nước là đi nữa. Qua Thành Công kho tương. Mà không có chia sẻ cho cả nhà. Gắn là tính ra 20 ngày rồi trời, mới dính gắn rồi trời. Gắn này vô lâu lắm, chạy chân. Dính là 20 ngày đó, gắn rồi.
rồi đã bắt được. Gắm gắm gì đó lường chưa cả nhà, gắn này vô lâu lắm rồi. Khu này là còn khủng nhượng đỏ mỏ hết trơn nè. Cái nhà thấy 700 gắn này đâu phải nó muốn vô được cái nhà. Trời, giá nhận đinh cái nhà. Gà ông bà còn thương không. Nhà ỉa cứt xanh này thấy không, có cái nhà cầu cứt xanh gì là gắn nó bự cái nhà. Ít giờ cũng bự. Lập này lập phân khai lên trời mà chạy thoát. Chích chuột hai lần. Bỏ ra em. Ngon quá. Cái này nhỏ hơn gắn chết. Gắn chết qua về nhà căng ký lô mốt quá thôi nè. Gắn này 700 mà chói gỡ rồi. Mát tay ha. Đỏ lường trên cái nhà. Ngon quá cả nhà. Lập mốt méo trên kia. Sửa hôm là cong trên cái nhà. Còn cầm ốp máy nha cả nhà. Đây cầm con cái nha nha. Dính rồi dính hai cái liên tục, ba con. Quá sướng. Cái này cũng ngon lắm nè, không phải dễ nha. Con chuột không nhỏ cả nhà. Còn chuột không nha cả nhà, cái này không dính cả nhà. Còn cầm ốp máy cả nhà. Đèn công con cái nha cả nhà. Quá trời người ta bơm nước giường cả nhà. Còn chuột luôn cả nhà. Cái này không dính nha cả nhà. Còn hết chứ luôn cả nhà. Còn công ấp máy cả nhà. Đèn công con cái nha cả nhà. Trên ký cả nhà. Đó. Ký cả nhà. Mình dữ lắm cả nhà. Tự ký luôn. Dù lâu lắm rồi cả nhà. Giống như chết vậy ông nội. Giống như chết rồi vậy. Ông hiểu giống như chết vậy nè. Cái xanh đừng bụng. Trời trắng chặt cứng mà chết. Ôi trời. Đổ gai. Quá trời chẹt. Ôi còn sống ơi. Sống nè cái đầu nè. Chết đâu chết. Đó nó thử kìa. Còn hả? Ừ sống. Trời trời tưởng chết cái nè. Hết biệt ngắn rồi. Chút xíu thả. Cái gì lâu quá lâu rồi. Má đẻ không được á. Nó hết chút chết. Ok. Đã mất hứng không? Nó có thả cái này rồi. Vô vỗ cho nó bò ra. Nó thon thả nên cái gắn này hết. Hết tát hết bò. Kì máy luôn cả nhà. Hết biết nó vô đâu nữa cả nhà. Cái hồ heo này dòm thi ghê cả nhà. Dòm giống như hũ đất. Nó trên ký xa cả nhà. Hay từng ký mốt cho lên. Không có thả luôn. Tính nó nằm nghe tính nó chết rồi cả nhà. Thấy vậy mùi thú quá. Không hiểu nổi. Cái này nó lọt bình thường chứ có gì đâu. Sao nó đi hoài. Đi sợ mấy con khủng hơn. Bắn lên buông cái đầu ra nó biết chưa.
chóc dãy. Rắn này muốn lột cái gì mà bay một thú thú. Quá trời nha cả nhà, thành công ấp mái cả nhà. Đây thành công con cái nha cả nhà. Mưa quá trời mưa cả nhà ơi. Hết biết mưa gió. Còn chuột luôn cả nhà. Công ấp mái cả nhà. Đây thành công con cái cả nhà. Nước luôn. Chịu không ngói chết chuột luôn cả nhà. Công ấp mái luôn cả nhà. Cả nhà ơi, thằng công nãy giờ rút lợp con nhóc chân cả nhà, nó cũng không có dính gì chân, còn cũng cả chục cái nữa mà thành công chắc kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Mưa nãy giờ đục mưa với chạy sông của anh ta cả nhà. Nè. Quay video dài quá chắc cũng còn mười mấy cái, thành công thăm không có rồi, tranh thủ đi đặt cái đống lợp này lại cả nhà, này cũng hai mấy cái, gần 30 cái cả nhà. Thành quả cái này thành công cả nhà, rắn ngon không, rắn bự không cả nhà. Này chắc cả 3 ký gử cả nhà, nói chung là cũng được, rắn khủng không nên cả nhà. Thành công xin kết thúc video tới đây luôn cả nhà, tại mười mấy cái không biết nó dính được gì mà mưa gió quay cũng không được, chứ tranh thủ đặt số 7 này là cả nhà thông cảm cho thành công phần này nha. Thành công cũng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà, cuối video thành công luôn, chúc cả nhà làm ăn luôn thuận lợi nha. Chào cả nhà, cái mình đi đặt 7 đây, cầu chào cả nhà, hẹn cả nhà ở những video tiếp theo nha cả nhà.